Deco. Còn đây là view landmark. Hôm nay trời hơi âm u một xíu. Xem coi chỗ đó hả? Lên. Ui. Dạ. Ở đó đang công trình rất là nhiều đồ. Nhưng mà không có là chỗ đó dỗ để người ta chứa đó. Hello. Water bus. Hôm nay chơi mình đi ha. Hôm nay mình đi xong chưa đi rồi đúng không? Ôi hai cái luôn. Wow. Thấy không? Rồi thôi mình lên xe mình đi tiếp đây. Đây. Bây giờ chúng ta lại đi tiếp. Tiếp. Còn đây là còn quay. Đó, mọi người ai cũng đến, ai cũng lên cây cầu này quay phim chụp hình để kỷ niệm. Đó, cả nhà 4 người giống nhà mình kìa. Rồi mấy anh đạp xe đạp ra đường được rồi. Bây giờ ba chạy đi thẳng ra đường con thắng đúng không? Chị đi nhánh bên kia. Hồi nãy mình lên đẩy lỗ đông tay lên. Dễ thương không? Wow. Mình có tới 2 nhánh ở đây nha. Một nhánh này đi xuống để mình quẹo qua đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đây Nguyễn Hữu Cảnh công trường Mê Linh. Còn hướng này là mình đi ra đường Lê Dũng. Đường Lê Dũng. Còn trên đường này là mình đang đi trên đường Tôn Đức Thắng rồi. Đây là đến của các chú đoàn đua xe đạp. Còn có thấy
thấy cái cổng màu đỏ đỏ đằng xa không? Giống cái bong bóng á. Đó, ở trên đó có chữ kích. Kích. Phía rồi phải không?
mình đứng ở ngay mấy cái miếng đó là mình không có thấy được, nó cao quá. À,
Chút nữa ta dừng bản. Kìa mô tô tới kìa. Nó là giữ trẻ nhỏ đừng có to quay phim mình cứ chạy vào đường. Anh áo vàng ơi đứng lên là xíu đi. Thank you.
tôn kìa. Tôn Đông Á. Coi chừng nó xúc ra lắm kìa. Chảnh kẹt xe rồi. Đó rồi, kẹt xe rồi. Gần tới rồi, 5 phút nè. Kiểu đi. Rồi. Xe quá bự. Thank you.
ngày đầy luôn. Hơi dướng cây xíu.